Trên tin em sẽ một dụng cụ cực kỳ hữu ích, đảm bảo em xem xong sẽ mua. Đó là cái để chân, gọi là cái ghế để chân cũng được, hoặc là cái bàn để chân cũng được. Cực kỳ đơn giản, giống cái ghế ngồi nhà vệ sinh để chân ghế view ấy. Đấy, tại sao lại phải cần mua cái ghế này anh em? Nó có thực sự hữu ích không? Có cần thiết không? Và chúng ta xem về cái giá hơn 200 nó như nào. Em sẽ học tổng sóc này. Thực ra là có rất là nhiều loại luôn nha. Mấy chục có mà hơn trăm cũng có. Mình đặt luôn loại xịn dùng lâu dài. Nói chung là những cái gì về sức khỏe thì dùng lâu dài cho nó tốt. Ok. Thì gồm những cái bộ phận nó rời như này. Ốc vặn này. Hướng dẫn lắp. Và lắp hoàn chỉnh lên nó sẽ như này. Chúng ta sẽ đặt bàn chân lên đây. Trên cái mặt thì nó sẽ có những cái lấm tấm nhựa gồ lên. Chân đặt vào đây tiếp xúc thì nó sẽ massage. Lúc đầu thì mình tưởng cái này nó làm bằng kim loại cơ, nhưng mà làm bằng nhựa hết nhá, nhựa hoàn toàn luôn và đều là nhựa ABS. Làm giúp massage chân. Cạnh bên đơn giản như này thôi. Và cách lắp đơn giản, chúng ta để lắp con ốc vào thôi. Có hai cái chân này, có ký hiệu LR trái phải này. Đấy, chúng ta chỉ việc điều chỉnh mở ra này thôi. Đấy, điều chỉnh lên xuống như này. 1 2 3 4 5 6, 6 cấp độ lên xuống tùy vào vị trí ngồi. Ok, đây là khu vực ngồi của mình. Để vào đây, mình sẽ để mức cao nhất luôn. Đấy, ghế thì mình dùng ghế công thái học như này rồi. Mình đã review cho anh em rất là chi tiết rồi. Và sau vài tháng sử dụng thì phải nói là cực kỳ tốt. Đỡ hẳn luôn anh em, đỡ hẳn đau mỏi cái hông luôn. Nên dùng, nhưng mà mỗi tội là cái điện này hơi nóng nhá. Mùa hè dùng trong phòng điều hòa thì ok hơn. Cảm giác rất là chắc chắn luôn nhá. Trong tầm giá hơn 200 không ngọt ép chắc chắn. Thỉnh thoảng buồn buồn thì như này. Lúc đầu không quen thì hơi buồn. Dùng một thời gian thì sẽ không bị buồn nữa. Cả massage trên đỉnh và giữa này. Đấy, giúp cho cả bàn chân luôn. Mình đã tham khảo rất là nhiều anh em mà sử dụng cái này để chân này rồi. Tự chế hoặc là mua sẵn thì đều cho phản hồi rất là tốt. Bình thường chúng ta ngồi chúng ta hay vắt chéo chân như này, hay là cho chân lên ghế như này, không tốt, nó không lưu thông máu. Thay vì đấy thì chúng ta để chân như này, không bị mỏi chân, không bị cuồng chân khi ngồi lâu, thỉnh thoảng lại lưu thông máu bằng cách massage rất là tốt. Mình thấy đây là một sản phẩm không thể thiếu cho những game thủ, streamer. Anh em yên tâm, hiệu quả nhá, ai cũng dùng anh em. Còn về độ chắc chắn thì ok. Đừng quên livestream của mình tối 11 tháng 12 lúc 10 giờ, chia sẻ hàng nghìn tin rẻ và mã giảm giá ngon siêu to cuối cùng trong năm 2022. Link livestream ở dưới video hoặc trong bio.